Ở các phần trước thì mình đã giới thiệu cho các bạn về công thức viết tiêu đề thuyết phục cũng như là cách sử dụng những cái hình ảnh hay là chọn lựa như nào cho phù hợp. Tuy nhiên thì để cái phần gây chú ý của bạn nó phát huy hiệu quả hơn nữa thì bạn cần lưu ý về cách trình bày như sau. Có 5 lưu ý trong phần này. Thứ nhất là bạn cần in hoa cho những từ quan trọng. Ví dụ như sau. Ở bài viết về quảng cáo nhẫn cưới này, mình muốn tập trung vào những cặp vợ chồng thích nhẫn cưới đơn giản. Bởi vậy mà cái dòng tiêu đề nhẫn cưới có cần cầu kỳ quá không thì rất quan trọng và mình để nó in hoa. Các bạn cũng cần lưu ý rằng không phải lúc nào mình cũng lạm dụng cái in hoa này được. Bởi vì khi mà bạn dùng quá nhiều in hoa, hoặc là bạn dùng cả toàn bộ bài in hoa chẳng hạn, thì nó sẽ gây ra sự phản cảm đối với người đọc. Người ta sẽ không cảm thấy dễ chịu khi nhìn một cái bài viết mà toàn in hoa là in hoa. Họ sẽ phải căng mắt ra để đọc. Như vậy thì không hay chút nào. Lưu ý thứ hai là bạn nên sử dụng dấu thăng. Dấu thăng này có tác dụng là khi bạn dùng nó thì chữ sẽ tự động nổi lên màu xanh như thế này, khuyến mãi nhẫn cưới. Cách sử dụng rất đơn giản là bạn dùng dấu thăng, sau đó thì viết chữ và nên có dấu gạch ngang ở giữa các chữ để trông sẽ dễ nhìn hơn. Như thế này, khuyến mãi nhẫn cưới. Lưu ý thứ ba là bạn nên sử dụng icon. Icon thì có hai vai trò. Thứ nhất là vai trò gây chú ý, bởi vì nó có màu sắc và nó thiện cảm xúc. Như thế này. Đây là icon đang suy nghĩ, hình trái tim, hay là sự lấp lánh. Còn đây là icon trái tim và ok, hình mặt nhẫn. Ngoài ra thì đối với thương hiệu thì nó còn thể hiện cái cá tính của thương hiệu nữa. Bạn muốn thể hiện là một thương hiệu thân thiện, gần gũi thì cũng rất nên sử dụng icon bên cạnh cái vai trò là gây chú ý. Lưu ý thứ ba là bạn nên phân tách rõ ràng các nội dung. Nghĩa là sao? Khi mà bạn viết một bài quảng cáo quá dài, toàn chữ là chữ, thì khách hàng rất là khó để mà xác định được là phần nào nên đọc và phần nào không nên đọc, hay là phần nào viết cái gì. Thì nhiệm vụ của những dòng phân tách này là khiến cho người đọc cảm thấy dễ dàng hơn khi mà lựa chọn cái thông tin mà họ muốn đọc. Ví dụ như bài này, mình sử dụng những cái dấu phân tách như này để tách biệt các nội dung ra. Phần đầu tiên là mình nói về mong muốn hay là nhu cầu của khách hàng khi mà tìm một nhẫn cưới. Đó chính là không cần quá cầu kỳ, chỉ cần đơn giản thôi. Đó, sau đó là một phần này. Phần thứ hai thì mình nói về bộ sưu tập. Nó có những cái điểm nổi bật gì mà khớp với cả của nhu cầu của khách hàng. Sau đó thì mình sẽ chứng minh cũng như là cam kết để thể hiện, để giúp khách hàng có thể tin tưởng hơn khi mà ra quyết định mua hàng. Và cuối cùng thì đó là phần call to action. Thì các bạn có thể thấy là sau mỗi phần thì mình đều có một cái dấu phân tách để khách hàng có thể dễ dàng nhìn các giai đoạn sự khác nhau hơn. Thì khi vậy, như vậy thì khi họ nhìn, họ đọc thì sẽ rất là dễ chịu cho mắt, cũng như là cảm thấy thoải mái hơn. Lưu ý cuối cùng đó là sử dụng phông chữ. Thông thường thì trên Facebook chỉ có mỗi một dòng phông chữ duy nhất mà thôi. Nhưng nếu như bạn muốn gây chú ý với cả khách hàng của mình thì có thể sử dụng các phông chữ khác và có những công cụ giúp bạn làm điều ấy. Thứ nhất đó là trang facebookphonechanger.com. Thì cách sử dụng rất đơn giản. Bạn chỉ cần copy, bạn chỉ cần đánh một cái từ bất kỳ. Ví dụ ở đây mình đã đánh sẵn từ Halloween. Sau đó bạn ấn convert. Mình đã ấn sẵn rồi. Thì nó sẽ ra những cái phông chữ khác nhau. Và việc của bạn chỉ là copy, sau đó paste vào cái vị trí mà bạn muốn. Ví dụ đây, mình đã paste vào đây với cái phông chữ như này. Thì cách làm này rất là đặc biệt hiệu quả với những đối tượng mà thích sự mới lạ trên
trẻ trung, thích sự khác biệt. Và nó cũng khá là gây chú ý với khách hàng nữa. Cái công cụ thứ hai là bạn có thể vào cửa hàng Chrome trực tuyến, sau đó bạn gõ Fancy Text thì nó sẽ ra những cái app như thế này. Mình đã download và download sẵn cái app này, Fancy Text for Facebook Chat Games and More. Cái cách dùng của nó cũng tương tự với cái cách kia. Ví dụ mình muốn đăng một cái status là quảng cáo Facebook. Ok, mình muốn test cái dòng này thì việc mình làm là mình copy nó này, sau đó thì mình ấn vào cái biểu tượng F này. Nó sẽ hiện ra rất nhiều những cái dòng chữ và các phông chữ khác nhau. Thì bạn xem là mình thích cái phông chữ nào thì chúng ta sẽ ấn copy và lại paste lại cái bài đăng mà chúng ta muốn đăng. Ok, mình sẽ chọn một cái phông chữ này chẳng hạn. Copy. Ok. Đó. Thì bạn có thể thấy là nó nhìn trông rất là nổi bật và khác biệt với cả phông chữ bình thường. Vậy đây là chính là 5 cái lưu ý về cách trình bày. Thì mong rằng những cái kiến thức này sẽ giúp các bạn có thể có phần trình bày quảng cáo Facebook thật là bắt mắt, dễ nhìn và thu hút với khách hàng.